Sáng nay tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và chúc mừng nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên dự đại hội có 13 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của chị em phụ nữ vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như các công trình, phần việc ý nghĩa của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh triển khai chào mừng đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, vì vậy đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết năng lực, trí tuệ, đóng góp các ý kiến thiết thực, sáng tạo vào các nội dung, văn kiện đại hội, sáng suốt bầu ra những người ưu tú vào ban chấp hành và tiếp thu tinh thần của đại hội để triển khai các hoạt động tại địa phương. Nhân dịp 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.